Thật sự thì em đi chụp cũng gần 3 năm rồi chị. Nhưng mà từ trước đến À, đây giờ bạn xưng tôi nhé, xưng tôi. thực sự là tôi đi chụp cũng gần 3 năm rồi. Từ giữa năm 2015 cho đến nay á, thì thực sự là chưa bao giờ mà tôi gặp tình trạng như thế này. Kể cả những cái tình trạng như là sàm sỡ hay là có ý định gạ gẫm thì hoàn toàn không có. Tại phần lớn những khách hàng á, mà bóc tôi chụp á, photo á, thì đa phần á, là những người quen biết. Với lại họ sinh hoạt chung, họ có làm việc với tôi, rồi họ có gặp gỡ hay là nói chuyện thì hiểu nhau hết rồi xem như là anh em vậy thôi. Thì không hề có cái chuyện mà liên quan ảnh hưởng đến cái chuyện mà xâm hại tình dục như này. Anh, cái Facebook của tôi á, là mới lập, tại vì cái Facebook cũ á, nó bị khóa, cho nên là vô tình là ngày, tôi không nhớ rõ cái ngày anh ta kết bạn với tôi, thì anh ta vào kết bạn là ngày 1 tháng 5. Thì anh ta nhắn tin cho tôi, anh ta nói là anh ta đang có một cái dự án vẽ body painting và mời tôi làm mẫu cho cái dự án đó. Anh ta nói là gương mặt của tôi thích hợp với lại cái ý tưởng của anh ta. Thì tôi cũng làm mẫu ni lâu rồi, cho nên nó nhưng mà chưa chụp cái thể loại body painting bao giờ hết, nên tôi cũng muốn tìm hiểu và muốn thử sức với cái thể loại này. Thì tôi cũng có trao đổi với anh, là tôi hỏi là anh cần chụp như thế nào. Anh có thể cho em xin cái demo hay cái hình demo hay là cái hình minh họa để em có thể em hình dung được là anh đang muốn em chụp như thế nào. Thì anh mới gửi một cái hình, anh bảo là anh làm cho game. Xong thì trao đổi với tôi á, thì anh hẹn là 2 tháng 5. Chiều 2 tháng 5 á, là cà phê để trao đổi. Lúc đó khoảng tầm 4 giờ mấy 5 giờ. Thì tôi có hẹn anh á, là cà phê ở bên quận 10. Thì gặp anh cũng trao đổi về công việc, từ ekip, make up cho đến trang phục. Anh cũng có nói với tôi á, là tôi bảo với anh là tại vì em cũng không chắc được cái công việc của em, tại vì lịch của em nó không ổn định. Anh, nếu như mà anh có lịch chụp á, anh sắp xếp công việc xong á, anh sắp xếp lịch chụp anh báo trước với em vài hôm để mà có lịch sao á, thì em né. Thì anh kêu ok anh sẽ sắp xếp. Xong rồi anh mới nói á, là nếu như mà không phiền á, anh nhờ em test trước giùm anh vài góc chụp, với lại anh để anh biết được cái góc nào là góc đẹp của em, góc nào là góc khuất của em, góc chết của em để anh né. Thì anh chỉ bôi lên những cái dáng đẹp của em thôi, để anh về anh phác thảo sơ trên cơ thể em trước, rồi mà đến khi mà anh em mình làm việc luôn với một ekip á, thì nó sẽ dễ dàng hơn. Thì tôi thấy cái điều đó cũng hợp lý, cho nên là tôi ok. Tôi nói thì anh cứ sắp xếp công việc của anh đi rồi anh báo với em thì hiện tại thì bây giờ em cũng vẫn rảnh. Thì xong rồi về khoảng tầm 7 giờ mấy, lúc đó tôi vừa tập gym xong á, thì anh nhắn tin cho tôi. Thì anh hỏi á, là em đang ở đâu, anh xong việc rồi em giúp anh được không. Thì tôi hỏi là test gốc phải không anh. Anh kêu ừ. Thì anh hỏi là lên nhà tôi được không. Tôi bảo là không, tại vì nhà không cho người lạ lên. Thì anh hỏi vậy nếu như mà ở đâu á sẽ tiện cho em. Thì tôi nói là em hay chụp ở studio. Anh không trả lời, anh chỉ nhắn một chữ hai mà dạng hai thở dài á chị. Xong rồi tôi cho địa chỉ thì anh qua rước. Thì lúc đầu tôi có nghĩ là anh chở tôi đến studio thôi. Thì khi trên đường đi á, thì anh chạy cái khu mà Sư Vạn Hạnh, cái khu đó là cái khu khách sạn. Cho nên tôi nghĩ trong đầu là tôi nghĩ là chắc anh đang tìm khách sạn, anh sẽ không chở tôi qua studio. Thì với lại tôi thường đi chụp mẫu thì cũng chụp khách sạn nhiều lắm. Cho nên là lúc đó thì trong đầu mình nghĩ là cũng bình thường thôi. Tại vì mình cũng là mẫu nu mà, mình cũng đi chụp khách sạn nhiều, mình ra vô khách sạn hoài cũng là chuyện bình thường thôi. Ai nghĩ gì kệ họ đi, mình cũng không nghĩ mấy cái chuyện sâu xa lắm. Thì tôi nghĩ là mình chụp test thì chuyện khoảng tầm 30 phút hay là 45 phút là cùng thôi, không có lâu đâu, cũng không tốn thời gian của mình nhiều. Thì lúc đầu á, anh chở tôi đến khách sạn Tường Vi ở đường Trần Hiển Chánh. Thì lúc đó tôi mới nói với anh là không biết cái khách sạn này có đủ ánh sáng để cho anh chụp hay không. Em sợ khi mà chụp á, cái góc hình ra nó không đủ chuẩn phơm.
Thì tôi mới nói là thôi anh qua một cái khách sạn bên Sư Vạn Thạnh. Cái khách sạn đó thì tôi cũng hay chụp nu ở đó, nên tôi biết được ở cái bố cục ở đó, cái ánh sáng, bởi vì những cái khách sạn đó họ thiết kế dành riêng cho để chụp hình, cho nên là nó sẽ khác với những khách sạn bình thường, kể cả ánh sáng và phần những cái bố cục, những cái đồ đạc trong phòng nữa. Thì tôi với anh mới qua bên đó, nhưng mà bên đó là hết phòng đi, nó báo là hết phòng. Thì tôi mới với anh mới quay ngược trở về Tường Vi, thì lên lấy phòng. Thì lúc lên phòng tôi cũng có quay qua tôi hỏi là anh muốn vẽ bây giờ chưa, thì anh bảo là anh gật đầu. Thì tôi mới tự cởi đồ ra, thì cái đó là chuyện bình thường rồi, tôi đi chụp nu cũng vậy thôi. Bình thường thì đi đến chụp thì tôi hỏi photo là anh ơi chụp chưa, thì lúc đó thì mình cởi đồ ra mình chụp thôi, để chụp nu mà đâu có mặc đồ đâu. Thì tôi cởi hết đồ ra, anh kêu tôi đưa điện thoại cho anh để anh chụp. Tôi cũng thắc mắc trong đầu là tại sao là anh kêu tôi chụp test góc mà anh lại không đem máy. Tôi cũng thắc mắc, nhưng mà do giống như là tôi nghĩ giống như thôi kệ đi, lẹ về thôi chứ mình cũng không nghĩ sâu xa gì lắm. Thì tôi đưa máy cho anh chụp, anh chụp góc mặt của tôi, góc nghiêng, rồi nói chung là chụp cái hình thể mà những cái góc nào đẹp ấy. Rồi anh có dùng bút, dùng mực, anh vẽ sơ vài nét ấy, giống như là cái nét phác thảo sơ thôi trên người tôi. Thì cũng một buổi xong rồi anh ngừng lại, anh có tay chân anh á, có va chạm vô người tôi. Thì lúc đó giống như là mình cảm thấy giống như cũng hơi nhạy cảm đấy, mình cũng hơi khó chịu. Thì tôi mới hỏi anh đó là xong chưa anh, thôi em vô rửa mực rồi anh chở em về. Thì anh ta mới cười, anh ta nói chưa, đợi anh tí. Sau này anh ta mới nhìn qua cái giường, anh ta kêu tôi là em nằm lên cái giường đó đi, để anh phát não góc nằm cho em. Thì tôi cũng nằm lên cái giường đó mà tôi nằm sấp. Thì trong cái lúc mà tôi nằm sấp á, thì để cho anh ta vẽ trên lưng tôi á, thì tôi cầm điện thoại tôi xem lại những cái tấm hình mà vừa mới chụp thôi, tôi cũng không có để ý gì lắm. Thì lúc đó anh ta cũng dùng cọ anh ta vẽ mà, thì tôi cũng bình thường lắm, tôi không để ý. Rồi tới lúc mà anh ta dùng tay á, giống như là có những cái động tác giống như chạm vào giống như những cái mà nhạy cảm của mình á, thì lúc đó thật sự rất khó chịu. Thì cũng có hỏi lại một lần nữa, anh ta kêu đợi một tí, đợi anh một tí. Thì bất chợt là anh ta khum xuống, anh ta hôn vô vùng kín của tôi. Thì lúc đó thật sự là tôi rất là bực rồi, tôi mới bật ngồi dậy, tôi mới quát lên là tôi kêu là em không có giỡn, em không có giỡn, anh đừng có giỡn như vậy với em đi về. Thì lúc đó tôi vừa bật bật ngồi dậy thôi, chỉ là ngồi dậy thôi, chưa có cố định nữa, là anh ta đã đè ập xuống, khống chế cả hai tay và chân tôi để làm cái việc đó rồi. Và cũng có, nhưng mà nó không nằm ở mức là cưỡng hiếp, mà nó chỉ nằm ở mức là gạ tình thôi, hoặc là sự đồng thuận giữa người mẫu và người photo. Ví dụ như khi chụp, có thể là cảm xúc của người chụp họ sẽ không kiềm chế được cảm xúc của mình, cũng có thể là cảm xúc của người mẫu họ cũng không kiềm chế được cảm xúc của mình. Thì họ đến với nhau là một sự đồng thuận, hoặc có thể cái ý đó riêng về người chụp. Thì người ta có thể nói, người ta nói là em ơi, người ta có thể nói là ừ anh, em có thể ngủ với anh được không, hay là mình có thể đến được không. Thì người ta vẫn nói một cách lịch sự, rất là tế nhị, người ta vẫn hỏi người mẫu của mình. Ở người mẫu, nếu như mà người mẫu đồng ý thì nói chuyện vẫn bình thường, còn nếu như mà người mẫu kêu là em không, hay là từ chối đó, nói chung là không đồng ý á, thì cũng không có gì xảy ra hết. Thì người photo vẫn anh xin lỗi, anh không cố ý, tại vì do anh không kìm được cảm xúc, em cũng đừng buồn hay là này kia. Người ta vẫn có một cái thái độ rất là tôn trọng mẫu, người ta vẫn lịch sự, người ta vẫn nói cái đó là thật sự thì cái nghề này nó rất là nhạy cảm, tại vì người mẫu không mặc đồ. Thì thật sự mà nói, nếu như mà người chụp mà thật sự không có cảm xúc á, thì cũng không bao giờ ra được cái tấm hình. Thì quan trọng là cái phần việc với cái nghệ thuật của người ta nó có nằm ở vị trí cao nhất không, hay là cái dục vọng nó cao, thì những cái đó nó sẽ lấn át hết những cái dục vọng. Vậy thì sau khi cái sự việc này xảy ra thì từ hôm đó bạn có liên hệ với cái người nghệ sĩ mình có thể nói là ngô lực đúng không ạ? Có thể đã từng liên hệ với anh ấy, bạn được cái sự phản hồi gì? Thì từ cái lúc em bị vậy á, em về nhà thì lúc đầu À xin tôi nhé. thật sự là
tôi cũng không muốn tố cáo, tại vì thứ nhất là tôi sợ ảnh hưởng đến công việc của mình, thứ hai là tôi sợ đến gia đình mình biết, tại vì tôi đi theo nghề không có sự chấp thuận của mẹ, tại vì mẹ phản đối rất là kịch liệt. Nhưng mà cái thứ nhất là vì tôi yêu cái nghề này, cái thứ hai là tôi muốn kiếm tiền, tại vì nghề mẫu cachê rất là cao, tại vì tôi có con nhỏ cho nên là để lo cho nhóc, cho nên là tôi không muốn, lúc đầu thì tôi nghĩ là tôi không muốn sẽ làm cái chuyện này lên, tôi cũng chẳng có ý định là làm tiền hay các kiểu gì cả, tôi chỉ muốn là anh ta có một cái lời xin lỗi hay là một cái lời nói nào đó thỏa đáng để cho cái sự tổn thương của tôi á nó vùi lấp đi. Nhưng mà khi mà tôi về nhà tôi mới phát hiện là ở vùng kín của mình á nó có một vết thương, một vết rách rất là dài, thì lúc lúc đó nó rất là đau, nó hành sốt nữa, tôi không ăn, tôi cứ nằm lì ở trong phòng. Thì qua ngày hôm sau khi mà bạn tôi mua thuốc với lại mua thuốc sức cho tôi thì nó cũng đỡ đi, nhưng mà nó cứ sốt, nó cứ nằm mê man vậy á. Tôi có chụp cái hình vết thương lại tôi gửi cho anh xem, thì anh cũng không nói gì hết, anh chỉ gửi cái tấm hình anh đang vẽ cho tôi biết. Anh gửi qua thì có nghĩa là anh cho tôi biết là anh đang vẽ. Thì xong rồi tôi mới nói, tôi không nhớ là mình có nói gì với anh hay không, nhưng mà khi mà anh lại vẫn dửng dưng gửi cái lịch làm việc cho tôi một cách giống như là không có chuyện gì xảy ra vậy á, anh giống như là anh coi thường tôi quá mức, giống như là nghĩ là tôi cũng giống như những người trước á, là sẽ không bao giờ lên tiếng về cái chuyện này. Thì anh gửi lịch làm việc cho tôi, thì lúc đó tôi đọc xong thì tôi mới trả lời với anh là tôi không hợp tác với anh nữa, tại vì bản chất cái người làm nghệ thuật như anh không tuân thủ cái luật của nó, anh không tôn trọng người mẫu của mình, nên là tôi không muốn làm việc với anh nữa. Thì lúc đó thì em không nhắn tin nữa, nhưng mà giống như là mình cũng vẫn còn ức á, thì em cũng có nhắn tôi vài tin, tôi cũng có nhắn vài tin đó là tôi cần một lời giải thích từ anh, tôi cần một lời giải thích, tôi cần một cái cuộc hẹn, anh phải nói chuyện rõ ràng những cái việc rõ ràng. Anh nghĩ sao mà anh, tôi không chấp nhận mà anh vẫn khống chế tôi để anh cưỡng hiếp này kia. Thì em có nhắn vài tin nhưng mà anh ta chỉ đọc thôi, anh ta đọc đọc xong rồi đã hiện lên là đã xem, không trả lời. Vậy thì sau khi phía cơ quan chức năng vào cuộc và đã thì tới giờ phút này đã có bạn đã nhận được một cái sự phản hồi nào từ cái sự việc này khi mà trình báo tới cơ quan chức năng chưa? Thì khi mà em lên báo công an á thì họ có lấy lời khai, họ có đến khách sạn xác minh và check camera, thì họ có vào hiện trường. Thì chiều ngày hôm đó họ có cử một cán bộ nữ dắt tôi đi giám định pháp y, thì hiện giờ thì vẫn đang chờ kết quả, và bên công an hẹn thì thứ hai này sẽ đến nói chuyện và tôi cũng xin được xem kết quả.